Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay đi chài được mấy con tôm nữa vậy. Mấy con tôm này cũng 400 ngàn ký á. Đó là bán cho lái nghe, chứ trong nhà hàng chắc bán cho người ta cũng khoảng 500 quá. À, với mấy con cá mặt quỷ, cá lau kiến. Trở lại với cái câu chuyện của thiền em bên bờ vũ trụ đó quý vị. Mọi người có thấy một cái điểm giống nhau giữa những cái người mà nói lên sự thật tại tỉnh thất bồng lai hay là thiền am bên bờ vũ trụ á, người ta bị chửi giống nhau trong một cái nhóm từ như là khẩu nghiệp rồi hay là họ có hại ai đâu, họ có lừa ai đâu, có nhiêu đó làm tới làm lui hoài luôn. Vậy mà khi có một cái bạn là cháu ruột của cụ Lê Tùng Vân á lên tiếng vạch trần bộ mặt giả dối ở đó thì cũng bị chịu chung số phận luôn. Cũng bị nhận những cái câu chửi giống nhau như vậy luôn á. Bởi vì thấy một người ta sống hơn 30 năm trời ở trong tỉnh Thất Bồng Lai á, không lẽ người ta không hiểu hơn những cái người là fan cuồng hay sao? Mà các bạn chỉ đến với Thiền Am bên bờ vũ trụ từ cái cuộc thi thách thức danh hài thôi. Thì tại sao các bạn cứ quy chụp cho những cái nhân chứng sống đó là những cái người hãm hại Thiền Am mà không nghĩ rằng á, không có lửa thì sao có khói, đúng không? Nếu các bạn vẫn còn lăn tăn về cái sự thật ở Thiền Am bên bờ vũ trụ á, thì cứ vào Facebook tìm cái trang cá nhân của một người có tên là Thần Điêu Đại Hiệp á. Thì anh ấy sẽ kể lại rất là nhiều chuyện về Thiền Am. Sắp tới đây thì anh ấy sẽ có một cái buổi livestream giải đáp thắc mắc cho những ai muốn tìm hiểu thêm về đại gia đình của cụ Lê Tùng Vân, đại gia đình Thiền Am bên bờ vũ trụ đó. Thời gian qua thì anh ấy cũng đã kể một cái số việc mà ở Thiền Am đã làm nó cũng rất là sai trái. Mình xin tóm lược lại một số cái điểm ở trong cái hành trình đưa ra ánh sáng cái tỉnh thất bồng lai của cháu ruột của Lê Tùng Vân như sau ha. Thì tạm thời chúng ta hãy gọi anh ấy là tên là Ngọc nha quý vị cho dễ dễ nói chuyện đó. Trước tiên á là cái câu chuyện về anh Ngọc bị cụ Lê Tùng Vân gắn mác là trẻ mồ côi mà cho cả gia đình của anh Ngọc luôn nha. Hai vợ chồng anh Ngọc thì có một cái bé gái cũng mới sinh, sinh năm 2008 đó. Lúc mới sinh đó thì cụ Vân mới gọi cho anh Ngọc là phải kêu hai vợ chồng ẵm em bé đó vô, vô trong tỉnh Thất Bồng Lai đó ngồi cho có tụ. Bởi vì có đoàn từ thiện vào tỉnh Thất Bồng Lai để làm thiện nguyện đó. Trước khi đi á, thì cụ Vân còn dặn kỹ á, là phải đem theo sữa cho em bé bú chứ không có được dạch dú cho em bé bú. Quê không? Vì sợ cái đoàn khách này sẽ phát hiện là con ruột của vợ anh Ngọc. Đến khi vào đó mà có khách á, thì cụ Vân nói với người ta rằng á, là em bé mà con anh Ngọc á là cha mẹ đã chết hết rồi. Bà ngoại mới đem vô cho trong tỉnh Thất Bồng Lai. Hoặc là có khi thì ông có nói là sinh ở bệnh viện Từ Dũ về. Có khi á, là nói ai đó bỏ trước cổng chùa, cổng nhà ổng. Trong khi vợ chồng anh Ngọc ngồi sờ sờ đó mà nói cha mẹ chết hết, quý vị thấy sao? Thấy ghê không? Và đến bây giờ thì Thiền Am bên bờ vũ trụ vẫn dùng cái chiêu bài cũ đó, không cũng lên sóng truyền hình khóc lóc là những đứa nhỏ đi thi thách thứ hai đó là bị bỏ rơi trước cổng chùa hay là cho trong bệnh viện hay là người ta mang lại cho gì đó. Và cuối cùng á, lòi ra cái giấy khai sinh á, thì đều là con của những Nico giả trong đó hết. Và cũng có nhiều người thắc mắc là tại tại sao khi mà cái đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Đức Hòa kiểm tra vào ngày 21 tháng 5 đó quý vị, thì cụ Vân ông lại nhận những đứa bé kia là con của những Nico giả, mà sao ông không không tiếp tục nhận là những đứa bé bị bỏ rơi, những đứa bé mồ côi như là khóc lóc trên sóng truyền hình. Vì thật ra do rút kinh nghiệm lần trước thôi, rút kinh nghiệm ở trong trại cô Nhi Thánh Đức ở Bình Chánh đó quý vị, khi mà bị cưỡng chế, khi bị đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra rồi cưỡng chế á, thì ông ấy cho rằng những người trong đó đều là mồ côi, cho nên bị cái đoàn liên ngành buộc là phải đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội hết. Vì vậy cái lần này ở huyện Đức Hòa, ông phải nói là con ruột của những Nico giả đó, chứ không có dám nói là mồ côi nữa, chứ không thôi bị người ta bắt vô trung tâm nữa thì sao, đúng không? Còn trở lại với câu chuyện của anh Ngọc á, thì vợ anh ấy cũng bị cụ Vân gắn mác là mồ côi. Đúng không? Một coi y như anh Ngọc luôn. Nói là cha mẹ đã chết hết. Và cụ Vân ổng nuôi từ nhỏ. Trong khi cha mẹ vợ của anh Ngọc thì vẫn còn sống dưới quê. Sống sờ sờ ra đó. Đúng không? Cả gia đình của anh Ngọc đều là nạn nhân của cụ Vân.
và gắn map vào coi luôn. Và để cho đông đủ hơn á thì ông ấy còn kêu những đứa trẻ mà ở trong xóm á, ở gần cái tỉnh thất bồng lai á cũng phải vào đó ngồi để những cái đoàn khách đến đó thấy nó đông mới dễ rút tiền rút hầu bao, đúng không? Nhưng mà cha mẹ của mấy đứa nhỏ ở trong xóm á đâu có biết rằng cái dụng ý của ông dân á, là gọi chúng vào để gắn cái mác mồ côi đâu. Họ chỉ nghe theo ông cụ là ông nói là kêu những cháu vào đó để cho bánh cho kẹo thôi. Thế cho nên trước đây ông cụ này ông đi đến đâu ông cũng rêu rao là ông nuôi 200 trẻ mồ côi, nhưng mà thật ra chưa bao giờ ở trong đó nó có tới 100 người, chứ đừng nói là 200. Vì thứ nhất á là đa số những đứa trẻ mà các cái đoàn khách thấy được á là chỉ là trẻ hàng xóm thôi. Thứ hai nữa là trong cái lúc mà đoàn kiểm tra liên ngành của Bình Chánh làm việc á thì khẳng định ở đó chỉ có hơn 50 nhân khẩu thôi đó. Còn ở Đức Hòa mới đây á thì quý vị thấy sao, cũng vậy, cũng chưa tới 30 người mà. Đó là chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi mà biết bao nhiêu là cái sự dối trá rồi ha. Và cái quan trọng hơn hết á là khi Mạnh Thường Quân đến đó cho tiền thì đều được cụ Lê Tùng Vân cất giữ cẩn thận ở trong két sắt của cụ. Còn những cái người mà bị gắn mắt mồ côi từ bên ngoài vào á thì tất nhiên là không được xu nào rồi ha. Cũng như trong cái chuyện của bé Ron đó quý vị, khi bị đá ra khỏi Thiền Am thì chúng cũng lột sạch, không cho mang theo một cái thứ gì, không đã vậy còn bị mang tiếng là chơi làm đi chơi bời không lo học lêu lỏng này kia. Còn về cái chuyện laptop của bé Ron đó là do Mạnh Thường Quân người ta mua mua riêng, người ta tặng riêng cho bé, nhưng mà cũng bị lấy lại luôn. Không biết Thiền Am có ngồi nghĩ lại á bao nhiêu cái laptop đó mới đổi được một cái sập đá nặng mấy chục tấn không ta. Mà nghiệt nhất là fan cuồng của Thiền Am trong cái group FC Quyền Trang đó quý vị, cứ ngụy biện là cái laptop do Mạnh Thường Quân cho bé Ron lúc là còn ở Thiền Am, cho nên bé đi rồi thì Thiền Am phải lấy lại cho các bé khác, hay là Thiền Am cho bé mang laptop đi thì sợ lỗ bí mật này kia. Trời ơi, mấy người này thật sự có hiểu là quà của cá nhân hay là quà tập thể đằng sau không ta? Người ta mang tận nơi, người ta đưa tận tay bé Ron mà lại nói là của tập thể Thiền Am kia. Nó trớt không? Bởi vậy nhiều người nói rằng á tiền mà chảy vào túi của Thiền Am rồi á là họ không có để cho nó chảy ngược ra hay là bốc hơi đâu hết á, không, tôi giữ rất là kỹ. Như là cái chuyện mà đi đám cưới giả của MC Thanh Bạch đó quý vị nhớ không, người ta lấy tiền của mừng cưới đó để người ta đi làm từ thiện, vậy mà ông cụ Vân này ông còn cay cú còn khó chịu, huống hồ là làm sao mà ông cho ai được đồng bạc nào, đúng không? Như ở trong cái câu chuyện của anh Ngọc anh cũng có nói đó, khi mà anh Ngọc lớn lên có ít tài sản á thì ông cũng tìm mọi cách để chiếm đoạt luôn cái phần tài sản của anh Ngọc, của gia đình Ngọc để lại đó. Và từ đó thì fan cuồng mới bay vào và nói là nếu mà Thiền Am bên bờ vũ trụ sống không tốt á sao đến giờ này vẫn còn tồn tại đó. Thì đơn giản thôi, cái duyên nó chưa đủ nên nó chưa trổ quả thôi quý vị ơi. Nhưng mà cái cây nó đã mọc lên rồi á thì cũng có ngày nó trổ quả thôi. Mình đã gieo mầm, cây nó mọc lên từ từ nó cũng sẽ trổ quả đó. Cái câu chuyện về cụ Vân và Thiền Am bên bờ vũ trụ đó, nó còn rất là hấp dẫn qua những cái tâm sự của anh Ngọc trên trang cá nhân. Cái trang cá nhân này là mình nhắc lại là tên Thần Điêu Đại Hiệp nha quý vị. Cái hình mà đại diện là một cái cô gái mà như trong cái hình hình quật quả nha. Trong đó nó còn rất là nhiều chuyện rất là hay mà anh đã kể rồi, như là cái chuyện về con ruột của Lã Tùng Vân là ai, rồi con nuôi là ai ha, hay là cái chuyện về phân biệt đối xử giữa những người là con ruột với những người là con nuôi, hay là người ăn cái ở gì đó, rồi vì sao những người em ruột của cụ Vân lại lần lượt rời khỏi đó. Ngày xưa cụ Vân ổng từ An Giang lên Sài Gòn sinh sống thì cũng có những người em đi theo ha, ổng là thứ hai đó. Cái anh Ngọc này là kêu ông Vân bằng bác hai đó. Và nói chung còn nhiều chuyện khác nữa vậy, còn rất là nhiều chuyện mà cũng hấp dẫn ly kỳ là không kém. Và anh Ngọc anh hứa hẹn là gần đây sẽ có một cái buổi live stream để giải đáp thắc mắc cho quý vị những ai mà còn muốn tìm hiểu về Thiền Am á. Do đó mọi người hãy cố gắng lên Facebook rồi tìm cái tên Thần Điêu Đại Hiệp ha, kết bạn với anh ấy đi, rồi chúng ta cùng chờ xem chúng chờ xem phim hay. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Xin chào và hẹn gặp lại một ngày gần đây.